Anh có đồng ý với em là lúc đó là anh chưa sinh ra mà em cũng chưa sinh ra đúng không? Rồi thì anh nói lại dù mà dù cộng sản Bắc Việt mà đánh vào Huế thì người dân Huế có tội tình gì? Thì anh trả lời anh là người dân Huế không có tội tình, đúng không? Nhưng mà cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 68 đó đó thì đánh vô người dân ha anh? Đánh vô người dân hay đánh vô chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Mỹ? Khi 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 cộng sản Bắc Việt đánh vào miền Nam đó là họ họ không tha một cái chỗ nào hết, họ nói là thà đánh lầm, thà giết lầm chứ không có tha lầm đó. Không, cái đó là cái cáo buộc của anh thôi, thì tất nhiên cái cáo buộc của anh thì em tôn trọng, em không có nói là đúng hay sai đó, nhưng mà cái việc này thì em không có đồng tình với anh đó, cái việc mà cộng sản mà giống như thà giết lầm mà không không tha lầm đó. Thì bây giờ cái việc Mậu Thân á, thì theo như em biết á, là cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân đó thì là đánh vô Mỹ và đánh vô ngụy chứ không có việc đánh vô dân Huế nha. Còn cái việc thảm sát Mậu Thân đó đó, còn cái việc mà nhiều người chết như vậy đó thì phía Việt Nam Cộng hòa cáo buộc đó là người cộng sản làm, nhưng mà ngược lại á, thì phía cộng sản đó là phía cộng sản không có làm. Và bây giờ á, cái việc đó là hai bên nó giao tranh đó, nó đổ lỗi cho nhau đúng không? Nhưng mà em có những cái lý do em tin người cộng sản không làm, và em Thì có cái lý do em tin rằng cái việc đó là người Mỹ nó làm nhiều hơn đó. mình tôn trọng cái sự hiểu biết của Duy Nguyễn. Mình nghĩ rằng là mình sống trong cái nước nào đó thì mình phải hiểu cái quá khứ, cái hiện tại, và mình thậm chí Dạ mình hiểu rồi. luôn cái tương lai của cái xứ sở đó. Dạ Nhưng rồi. mà hồi nãy Duy Nguyễn có nói một cái câu là khi cộng sản Bắc Việt đánh vào miền Nam là đánh vô Mỹ và Ngụy, tức là Dạ. mình với Duy Nguyễn cùng sanh sau năm bảy năm 75, Dạ. mà Duy Nguyễn đã xài cái chữ Mỹ Ngụy, tức là Duy Nguyễn đã chụp mũ người ta rồi, thì còn cái gì Không. nữa để mà nói? Duy Nguyễn đã chụp mũ người ta Mỹ Ngụy rồi, Bây giờ đó, thứ nhất Duy Nguyễn cái đã chữ chụp mũ Ngụy. người ta Mỹ Ngụy rồi. Nhưng mà rồi vậy nữa là Duy Nguyễn Dạ, khi mà đánh không vô anh. năm sáu Từ từ khi mà anh. đánh vô năm 68 Cái đó, chữ Mỹ. trước năm 68 á, trước năm 68 á, nó có một cái hiệp định chia đôi đất nước năm 1954 mà đã ký vô rồi thì còn đánh thì ký để làm cái gì? Và Cái đó ai xé không? tại sao hả? Anh có hiểu hiệp định 54 ai xé Bây giờ mình hỏi cái hiệp định 54 ai ký thì đúng hơn, không? Dạ. phải có người ký trước thì mới có người xé chứ. Bây giờ Rồi, vậy ai theo ký theo hiệp anh định, là hiệp định ai 54 ký là hiệp định Geneva thì ai ký? thì theo Duy Nguyễn là ai ai ký cái hiệp định đó? Nếu mà không ai ký làm sao nó có cái vị tuyến 17 chia đôi cái đất Việt Nam ra ra làm đôi, chia đất nước Việt Nam ra làm đôi? Thì Pháp ký với Việt Nam Pháp ký Việt Nam, nhưng mà đúng ai đại diện, ai đại ai ai đại ai đại diện ký, ai ai đại diện cho Việt Nam ký, và tại sao và tại sao Pháp và tại sao và Duy Nguyễn có hiểu có cái sự có mặt của người Pháp không? Tại sao miền Nam không ký với miền Bắc mà lại là Pháp ký với Việt 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 Nam, là nghĩa lý sao? Cái đất Việt Nam mà Pháp ký, mà cái sự hiện diện của người Pháp là do đâu mà có? Pháp đã bị Nhật đánh năm 1945 rồi, Pháp đã bị Nhật đảo chánh năm 45, đã rút về rồi, thì làm sao có cái sự có hiện diện của người Pháp ở ở ở đó để mà ký với không ký? Ủa vậy em hỏi anh này nha, thì Pháp Pháp lúc mà Pháp nó bị Nhật, Pháp là nhường lại cho Nhật đúng không? Thì nhưng mà chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc á, thì phe nào thắng anh? Thực ra là Pháp không có nhường lại cho Nhật, Pháp bị Nhật đảo chánh, bị đánh trong một đêm thôi là Pháp thua, tại vì Pháp vừa mới xong cái đệ nhị thế chiến, bị Đức nó tàn phá nặng nề quá, được được Mỹ giải cứu ở bên đó, cho nên kinh kinh tế và chính trị và nó cũng sa sút bên Pháp, cho nên nó bị Dạ Nhật rồi. đánh cái nữa nó phải Dạ rút, rồi. đúng không? Vậy thì á anh hỏi là tại sao có người Pháp, thì mới hỏi anh là sao chiến tranh thế giới thứ hai thì phe nào Phe đồng minh thắng, Anh Pháp thắng? Mỹ. Phe đồng minh thắng thì giờ Pháp nó quay lại nó lấy Việt Nam, đó là cái lẽ cũng dễ hiểu thường tình. Đúng chưa? Ngày trước là của nó mà. Đúng không? Ngày trước của nó thì bây giờ nó thắng, lúc mà nó tạm thua Nhật thì nó nhịn Nhật Nhật thôi. Còn bây giờ nó thắng thì nó quay lại nó lấy, mà nó giải giáp quân Nhật đi là chuyện bình thường, phe đồng minh giải giáp quân Nhật mà. Đúng rồi, phe đồng minh nó giải giải giáp quân Nhật, nhưng mà người Pháp khi mà người Pháp trở 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 lại Đông Dương để mà tiếp tục Dạ đô rồi. hộ đó, thì bây giờ mình là người Pháp đi, bây giờ thí dụ mình là người Pháp đi, Dạ. ok,
mình vẫn muốn tiếp tục cái chế độ đô hộ chứ, tại dạ vì rồi. như vậy là nó có lợi cho cái đất pháp của mình mà, đúng không? Dạ rồi. Nhưng mà Dạ. mình phải có một cái lý do, mình phải có một cái lý do là tại vì sao? Tại vì trước đó đó mình đã bị một cái nước khác nó chiếm, là bị Đức nó chiếm. Okay. Dạ. Mình đã cầu cứu người ta, cầu cứu Mỹ, cầu cứu Anh. Ok, rồi đánh cho Đức rút, rồi bây giờ lại đi chiếm một cái đất khác, thì cái bằng tiền hậu nó bất nhất, đó là mình nói một đằng làm một nẻo, phải không? Vậy Nghe là vậy anh không đang ạ? nói là Pháp nó tiền hậu bất nhất đúng không? Đúng rồi. Thì Pháp nó tiền hậu bất nhất thì cũng kệ nó, liên quan tới Việt Nam. Em nghe hàng khác đó, nếu mà Ok. Pháp nó đàng hoàng á thì nó không đánh Việt Nam năm 1858, nó đã chiếm Việt Nam rồi thì nó là nước đô hộ Việt Nam thì khe gì nói anh. Còn bây giờ em hỏi anh cái quay lại cái chuyện mà cái hiệp định năm 54 nè, thì em hỏi anh một câu, ai mang về được cái hiệp định 54? Nãy Duy Nguyễn đã trả lời rồi là Pháp ký với Việt Nam cho Không nên không, mới cái nhận Pháp mình. ký là bắt buộc Pháp mới ký, nhưng mà ở cái đất nước Việt Nam này, dân tộc Việt Nam này, ai là người mang về được cái hiệp định 54? Ai là người mang về cái hiệp định 54? Dạ. Cái hiệp định 54 ai là người mang về? Làm gì có cái hiệp, làm gì có, nếu mà không ký thì làm gì mà mang về chứ không mang về. Ủa tự nhiên Pháp nó ký hả anh? Sao Pháp tự nhiên nó ký được? Phải như thế Đúng. nào nó mới ký chứ? Ok thì khi khi mà nó trở lại Đông Dương thì nó tiếp tục Dạ. đó, nó muốn đô hộ đó với cái sự mời mọc của Hồ Chí Minh đúng lúc 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 đó là cầm đầu Đảng Việt Việt Minh đó. Dạ. Thì ông Hồ Chí Minh đó, ông mời Pháp về để mà thừa nhận ổng, tại lúc đó ông cần một cái sự thừa nhận, tại cái Đảng Việt Minh của ông nó chưa có lớn mạnh. Ok, ông cần một cái sự thừa nhận của một cái nước nào đó mà nó có tiếng nói trên thế giới, thì lúc đó là những cái nước lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô nè, ok, và những cái nước mà theo phe đồng minh, đặc biệt là vừa mới thắng cái chiến tranh Ủa đệ anh nhị thế chiến sao sao nghe nó đó. kỳ kỳ anh. Vậy nếu mà Hồ Chí Minh nhờ Pháp đúng không? Vậy thì nếu mà lúc đó là Hồ Chí Minh sao không nhờ luôn Liên Xô cho nó mạnh, anh nhờ Pháp chi anh? Đúng không? Liên Xô công nhận cũng được mà. Cần gì phải nhờ Cái Pháp? tại cái lúc đó nó cả thế giới đó không không có ai muốn cộng sản hết á, cả thế giới không có ai muốn cộng sản hết á. Ok Dạ, anh mà bình nghĩ tĩnh, mà anh chờ em chừng 30 giây em đi vệ sinh cái em ra liền nha. ok. Rồi tiếp anh ơi. Ok. Dạ. Anh nói là cả thế giới không ai muốn có cộng sản ha anh. Phần lớn bên phe đồng minh á, bên là Dạ. phần lớn bên phe đồng minh tức là Anh, Dạ. Pháp, Mỹ đó, không người ta không có muốn. Bây giờ mình không nói là đúng sai, mình chỉ nói là Dạ. người ta không Rồi muốn thôi. ok. Thế Ok. tức là cái của anh nói là phe đồng minh không muốn. Ừ. Người ta không Ừ. muốn, người ta không có muốn cộng cộng sản. Mà cái lúc Rồi. đó, khi mà Pháp mà rút đi đó, khi mà Pháp thua Nhật đó, thì Nhật họ đâu có muốn cộng sản ở Đông Dương Rồi. đâu. Và khi Dạ. mà Nhật thua Mỹ, Nhật đi đó, thì Mỹ người ta cũng không muốn cộng sản ở Đông Dương nữa. Mà khi mà ông Hồ Chí Minh đó, ông còn ở trong cái Đảng Việt Minh của ông, nó chưa có tuyên bố là cái Đảng Cộng sản đó, thì ông cần một cái sự thừa nhận, tại bây giờ ông đang xây dựng cái Đảng Việt Minh của ông mà. Thì bây giờ Duy Nguyễn, đặt Duy Nguyễn là ông Hồ Chí Minh đi, thì Duy Nguyễn cũng cần một cái sự thừa nhận của quốc tế. Duy Nguyễn cũng muốn xây dựng cái đảng của mình lớn mạnh thôi. Vậy chắc Ok. chắn là Pháp nó không thể nào đại diện quốc tế được. Nếu mà lúc đó em là Bác Hồ đó thì em sẽ nhờ Nga chứ, em nhờ Liên Xô chứ, em nhờ Liên Xô và nhờ Đông Âu Đó thì bây giờ cái câu hỏi của cái chứ. câu trả lời của Duy Nguyễn là nó đã quá rõ rồi, tức là mình Vâng. cũng phải nhờ một cái sự thừa nhận của một người nào đó thôi. Ok. Thì bây giờ thừa nhận ai đó thì mình không có ý kiến, nhưng mà cái lịch Rồi. sử nó diễn ra đó là mình thấy nó là
bây giờ ông Hồ Chí Minh á, ông mời Pháp về để mà thừa nhận ông, thì Pháp người ta vịnh vào cái lý do đó để người ta trở lại Việt Nam để làm một cái cơ hội, để mở ra một cái cơ hội để tiếp tục đô hộ ba cái nước Đông Dương. Trời ơi, bây giờ là em nghĩ là thật ra bây giờ đó, thật ra bây giờ đó là bây giờ nó nếu mà nó không có lý do mà người ta trở lại đó thì nó danh không chánh ngôn không thuận, mà bây giờ có một cái lời mời thì thôi, bây giờ sướng quá rồi, mình là người Pháp mình sẵn sàng mình đi liền. Không có đâu anh ơi, cái chuyện mà Pháp trở lại đâu, Pháp trở lại Đông Dương á là do là cái phe đồng minh nó tự đàm phán với nhau thôi, chứ không phải là cái chuyện mà Hồ Chí Minh mời Pháp bây đâu. Giờ cái bây giờ cái phe đồng minh nào mà đô hộ Việt Nam, bây giờ mình hỏi Duy Nguyễn này nè, mình hỏi Duy Nguyễn này nè, nếu Mỹ mà thật sự muốn chiếm Việt Nam đó, tại sao lúc Mỹ đánh Nhật nó không vô chiếm Việt Nam luôn đi, rồi không chiếm Nhật, không chiếm Phi luôn đi? Mỹ là tại sao người ta phải đi giải phóng những cái nước mà bị Nhật, bị Đức, bị Ý chiếm, rồi để lại để rồi đi chiếm cái miền Nam nhỏ, để đi chiếm một cái nước Việt Nam nhỏ nhoi? Thì cái chuyện Mỹ chiếm đó thì em sẽ đề cập anh sau, còn bây giờ mình tập trung mình nói là cái hiệp định là Geneva. Thì em nói một câu á, là cái hiệp định Geneva nó được ký thì nó nhờ công ai, ai mang về cái hiệp định Geneva cho Việt Nam để bây giờ Pháp nó ra khỏi Đông Dương. Ok, bây giờ Pháp nói, bây giờ Duy Nguyễn nói là ai ký trước cái đã rồi mới đem về, không đem về ai ký sao anh? Bây giờ mình phải nói ai ký trước cái đã, tức là nó phải hình thành cái đã rồi mới nói tới cái chuyện đem về không đem về. Bây giờ mình chưa nói xong cái chuyện ai ký mà. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký chứ ai ký anh? Ừ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với ai? Ký với Pháp. Nhưng mà tại sao lại có sự hiện diện của Pháp? Thì Pháp nó đang xâm chiếm Việt Nam mà anh. Pháp nó xâm chiếm Việt Nam mà, đúng không? Đúng, thì Pháp nó muốn đô hộ Việt Nam, nhưng mà rồi khi mà nó trở lại Việt Nam đó, thì là khi mà nó trở lại Việt Nam để nó tiếp tục đô hộ đó, thì ông Hồ Chí Minh bây giờ đó là ông cái đảng của ông, cái đảng Việt Minh nó lớn mạnh thành cái đảng cộng sản, và người Pháp họ không muốn cộng sản, cho nên họ đánh nhau với Hồ Chí Minh ở, và họ thua, họ đánh lại ở cái trận Điện Biên Phủ, bị chết rất là nhiều, và tiềm lực kinh tế và tài chính của họ cũng sa sút, họ cầu cứu Mỹ, Mỹ không giúp, tại vì Mỹ không có chịu là đô hộ, Mỹ không có đồng ý cho Pháp đô hộ Việt Nam, Mỹ không có giúp. Ok, bởi vậy cho nên Pháp mới rút về miền Nam. Pháp mới rút về miền Nam, tức là sau cái vị tuyến 10, 17 đó, khi mà nó chia đôi đó, nó ký với ông Hồ Chí Minh đó, nó ký với Đảng Cộng sản đó, với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gì đó, chia Việt Nam ra làm đôi này, nó rút về miền Nam. Và năm 57 và 58, Tổng thống Ngô Đình Diệm mới là người đẩy Pháp ra khỏi Việt Nam cho tới bây giờ luôn. Anh thấy anh có một cái sự sai sai rồi anh ơi. Bây giờ mình nói sai rồi. Ok, Duy Nguyễn mình không đồng, mình rất là cảm ơn Duy Nguyễn, mình rất là trân trọng những câu hỏi của Duy Nguyễn, nhưng mà mình đồng ý cái, mình không đồng ý cái thái độ của Duy Nguyễn là nói mình sai, tại vì bây giờ mình nói về lịch sử, mình bàn luận với nhau sao Duy Nguyễn biết đúng hay sai. Hồi nãy Duy Nguyễn là chụp mũ mình là Mỹ Ngụy rồi, thì bây giờ lại nói đúng sai, thì bây giờ Duy Nguyễn muốn nói cái gì? Thì em không đồng ý cách giải thích cái tiến trình lịch sử nên nó diễn ra như vậy. Ok, thì Duy Nguyễn có thể không đồng ý, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình đang nói sai. Dạ rồi. Thì em không đồng ý với cách giải thích lịch sử của anh như vậy. Cả hai người mình đều sinh sau năm 75 hết, thì Duy Nguyễn có chứng kiến những cái chuyện đó không? Trong khi Duy Nguyễn chưa có ra một cái nước nào, đi ra khỏi cái nước Việt Nam nữa, làm sao Duy Nguyễn biết? Ủa, cái lịch sử Việt Nam, lịch sử Việt Nam phải cần đi ra khỏi Việt Nam mới biết hả anh? Ok, để mình hỏi Duy Nguyễn một câu nè. Hồi nãy mình đánh một cái sợi dây rất rất là dài, mình đã nói rồi đó. Khi mà mình muốn nhìn rộng á, mình phải nhìn chiều ngang và nhìn chiều dọc, đúng không? Yeah. Mình nhìn chính mình rồi mình nhìn những nước xung quanh đó, để mình học hỏi người ta, để mình nghe người ta nói cái gì, người ta nghĩ cái gì. Yeah. Yeah. Cho nên nếu mà mình nghĩ cái thế giới này chỉ có một mình thôi á, thì là mình muốn nói gì mình nói. Yeah. Cái thế giới này nó không phải có một mình, nó không phải chỉ có một cái dân tộc Việt Nam, mà nội bộ trong cái vậy cái thì nó liên quan tới chuyện lịch sử hả? Nó liên quan gì tới chuyện lịch sử hả? Tại vì lịch sử là phải được nhiều nước, nhiều người, người ta ghi nhận, người ta nhìn nhận thì nó mới là lịch sử. Chứ còn lịch sử mà mình muốn nói cái gì mình nói thì muốn nói cái gì lại không được. Tại vì cái lãnh thổ Việt Nam á, nó nằm ngay cái chỗ hiểm trở đó, cho nên nhiều nước á, đã từng dẫm vô đất Việt Nam. Có sự hiện diện ngày xưa đó, có sự hiện diện của người Pháp nè, có sự hiện diện của người Mỹ nè, có sự hiện diện của người Anh nè,
có sự hiện diện của người Nhật nè. Và mỗi lần mà người ta đến Việt Nam đó, người ta có cái lịch sử của người ta ghi nhận lại, thì mình phải coi coi người ta nói cái gì về cái xứ sở của mình. Vậy thì theo anh đó, thì lịch sử Việt Nam bây giờ phải nghe nước nào viết mới là chính xác anh? Mình nghe hết, mình đã đi nhiều nơi rồi, mình nghe hết, mình đọc sách của người Mỹ, mình đọc sách của do người Mỹ viết, mình đọc sách do người Nhật viết, mình đọc sách của người Anh, người Pháp viết, mình đọc sách của người Việt do người Việt viết, mình gom những cái đó lại với nhau rồi mình mới rút ra những cái bài học. Ok. Rồi bây giờ thì sách của mấy người nước ngoài thì nó nhiều quá. Em hỏi anh đọc sách của người Việt, anh đọc sách của người Việt nào viết anh? Ngày trước là mình đã nói rồi là mình đi học tới lớp 10. Ok, yeah. Mình học tới lớp 10 lịch sử Việt Nam á, thì mình học tới lớp 10. Sau lớp 10 đó thì là mình không còn ở Việt Nam nữa, cho nên cái việc mà đọc sách của người Việt Nam đó sau này đó là mình đọc về văn học nhiều hơn, mình đọc những cái tác phẩm văn học nhiều hơn. Ok. Và mình đọc. Vậy thì cái trình độ lịch sử của anh tới năm lớp 10 thì anh nhìn về cái lịch sử Việt Nam nó có đủ 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 chính xác không anh? Mình nói, khoan, bây giờ mình nói Duy Nguyễn phải cẩn thận cái chuyện này. Trình độ lịch sử của mình á, lớp 10 á, không phải là trình độ lịch sử của mình lớp 10. Bây giờ mình tốt nghiệp thạc sĩ năm ngoái rồi. Dạ em không trình khe. Trình độ lịch sử của mình á, lớp 10 là nó là ở Việt Nam thôi. Anh học ở Việt Nam lớp 10 đúng không? Thì cái trình độ học lịch sử của người Việt Nam viết á, của anh chỉ dừng ở lớp 10. Thì anh nãy nói là lịch sử anh học nhiều lớp mà, nhiều nước mà, đúng không? Nước Việt Nam, nước Nhật, nước Anh, nước Pháp, nước tùm lum hết. Thì riêng ở nước Việt Nam anh chỉ học được tới lớp 10 thôi đúng không? Thì về cái lịch sử Việt Nam anh chỉ đọc được ở cái trình độ lớp 10 của người Việt viết đúng chưa? Thực ra Duy Nguyễn phải nói vậy nè. Duy Nguyễn phải nói là mình học lịch sử được tới lớp 10 do cái nền giáo dục ở Việt Nam viết. Dạ rồi. Rồi đúng không anh? Thì nếu mà một cái lịch sử lớp 10 vậy, anh còn nhớ về cái những cái trận Điện Biên Phủ, và anh có nhớ về Hiệp định Geneva, và anh có nhớ về lịch sử Việt Nam ở trong cái giai đoạn đó hay không, và những cái điều nãy giờ anh nói anh dựa trên những cái sách nào? Mình dựa trên những nhiều cái tài liệu do mình tìm được, mà không phải một người nói mà mình tin. Rồi nhiều người nói thì mình thấy mà những cái gì mà họ nói giống nhau đó, mà họ nói giống nhau thì mình tin. Bây giờ khi mà Duy Nguyễn đi ra tòa mà tranh kiện một cái gì đó đi, đâu phải một người nào nói là quan tòa ông tin, ông phải đúng. Kiếm nhiều vậy nhân chứng đúng không? Vậy em xin hỏi mở rộng ra, những cái tài liệu anh đọc được mà nhiều người nói giống nhau, thì vậy đó là có phải là những cái tài liệu trên những cái website hay không? Trên internet, trên sách vở và cả những cái nhân chứng sống nữa. Rồi, ok, trên internet và sách vở thì em không hỏi vậy. Ủa, trên internet và nhân chứng sống thì em không hỏi. Em hỏi là sách vở nào anh? Sách vở nào hả? Anh nhớ không? Sách vở nào phải không? Duy Nguyễn có đọc cuốn Đèn Cù của Trần Đỉnh chưa? Cuốn đó em không đọc, anh sai nhiều lắm. Cuốn đó em biết, em có đọc, chưa, em thấy sai nhiều lắm. Nhưng mà đọc có hết không? Không, em không đọc hết. Không đọc hết thì làm sao biết cuốn sai hay đúng? Chứ em đọc 1-2 cái luận điểm là em thấy đủ rồi, anh đâu cần phải tốn thời gian nhiều đâu anh. Ok, vậy thì làm sao mà nói được? Duy Nguyễn chỉ đọc 2-3 cái luận điểm. Mình đọc cuốn đèn cù nó có 500 mấy chục trang, thậm chí 600, hơn 600 trang. Ok, nhưng mà đó không phải là cuốn sách duy nhất, mà cuốn sách như vậy thôi mà Duy Nguyễn chỉ đọc có vài luận điểm, mà Duy Nguyễn làm sao có thể quyết định đúng hay sai, đúng không? Duy Nguyễn có đọc cuốn Thép Đen của Đặng Chí Bình chưa? Không, cuốn đó em không đọc. Anh không đọc. Rồi Duy Nguyễn có đọc Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim chưa? Không. À cái đó là những sách rồi là Duy Nguyễn có đọc. Toàn là về lịch sử hết. Rồi Duy Nguyễn có đọc Một Trời Tâm Sự của Nguyễn Chánh Thi chưa? Không anh. Những cái tên mà nãy giờ, những cái nhân vật mà anh đưa ra nãy giờ thì em thấy là nó có một cái điểm chung rồi đó. Ok, vậy chứ Duy Nguyễn có biết Moshe Dayan là ai không? Duy Nguyễn có biết tướng Moshe Dayan là ai không? Không, anh nói cho em biết đi. Duy Nguyễn không thể đọc một cuốn sách mà đọc vài ba trang mà quyết định là cuốn sách đó sai hay đúng. Tại sao Duy Nguyễn, tại sao người ta bán sách được, tại sao người như Duy Nguyễn còn mua được?
bán được bao nhiêu bây giờ bán được bao nhiêu bây cuốn? Giờ lại Duy Nguyễn bây giờ Duy Nguyễn lại bắt chẹt em nói mình thẳng cuốn, cái bây giờ cái em nói thẳng cái cuốn Đèn Cù của Trần Đỉnh luôn. Bây giờ các bạn okay. ngồi đây, các bạn ngồi đây, các bạn xem internet giùm anh cuốn Đèn Cù của Trần Đỉnh, ra trang Google có nó ra được bao nhiêu từ khóa tìm kiếm và nó được hiển thị ra bao nhiêu, các bạn tìm giùm mình. Cái chuyện người ta cái chuyện người ta bán thì anh phải biết là bây giờ cái uy tín của một cuốn sách đó là như thế nào đó, và cái chiều hướng của tác giả viết cuốn sách đó là ai, chứ không phải là anh đọc sách rồi cứ nghĩ là ừ thôi nó viết vậy là nó anh nhìn anh vội tin quá. Ok, mình trước khi mình đọc sách đó, trước khi mình đọc bất cứ một cái sách nào đó, mình có một cái tâm niệm, mình có một cái tâm niệm này ha, là đọc sách mà tin sách quá là chẳng thà đừng có đọc. Dạ. Ok, mà bây giờ mình tặng không cho Duy Nguyễn cái câu đó luôn. Nhiều người, thực ra là người khác cũng tặng cho mình thôi, chứ mình cũng không hay ho gì. Thì mà đọc sách mà tin sách quá thì chẳng thà đừng có đọc. Ok. Cho nên cái việc mà mình đọc sách đó, mình đọc chậm chậm thôi, mình đọc cuốn sách đó tới 3 lần lận, mình đọc một lần mình chưa có hiểu hết đâu. Mình đọc lần thứ hai á thì mình mới hiểu được chút đỉnh nữa, mình đọc thứ ba đó là mình vừa đọc vừa suy gẫm. Ok. Đó. Nhưng nhưng mà mình đọc mình suy gẫm rồi đó, mình vẫn chưa tin đâu, mình để nó một bên. Xong rồi đọc những cuốn sách khác nữa, tại vì trên đời này mà người Việt thôi là đã viết rất là nhiều sách rồi. Rồi người Mỹ, người Nhật lại là những cái xứ mà những cái xứ sở mà người ta viết lách giỏi nữa. Cho nên nhiều sách lắm, nếu mà mình không có thời giờ để mà đọc thôi, chứ không phải là không có sách để cho mình đọc, mà mình đọc á mình phải giữ cái thái độ trung lập. Để mình mới hiểu được, chứ mình đọc mà chưa gì hết là mình đã quyết định nó là đúng hay sai thì làm sao mà mình mở mang đầu óc ra để mà mình tiếp thu cái gì của người ta nói. Mà một khi mà mình đã đóng cái cửa lòng của mình lại rồi đó thì người ta có nói ngon nói ngọt cỡ nào nó cũng không có lọt lòng mình đâu. Ok. Dạ thôi, nói tóm gọn là vấn đề á thì anh tin rằng Hồ Chí Minh là người mời Pháp trở lại Đông Dương hả? Có những cái tài liệu nói rằng Hồ Chí Minh mời Pháp trở lại Đông Dương. Nhưng mà nếu bây giờ mình đổi lại là Hồ Chí Minh thôi, thì mình cũng mời Pháp thôi, là tại vì bây giờ mình đang cần một cái sự thừa nhận. Mà người nào đó mà thừa nhận mình thì mình mời thôi. Trung Quốc mà bây giờ nó thừa nhận mình thì mình cũng mời thôi, nếu mà mình là Hồ Chí Minh. Mà anh có tin không? Nếu mà ông tin thì mình đâu đem ra đây mình bàn luận. Bây giờ mình nói về lịch sử thôi. Rồi, tức là anh tin vào cái luận điểm đó đúng không? Anh tin vào cái luận điểm là Hồ Chí Minh mời Pháp vào Đông Dương để công nhận Đảng Cộng sản đúng không? Bây giờ Duy Nguyễn phải đi qua Pháp, Duy Nguyễn phải đọc mấy cuốn sách lịch sử do người Pháp họ viết đi để có. Em hỏi anh có tin hay không thôi. Em hỏi cá nhân anh á. Anh tin hay không? Thì mình đã trả lời Duy Nguyễn rồi. Rồi, anh tin. Rồi anh tin ha. Rồi bây giờ á, ở cái hiệp định Geneva thì hồi nãy á, anh nói là cái gì? Là cái gì mà phản hiệp định Geneva anh? Cái vụ phản là sao? Sao? Phản là sao? Tức là không có tuân thủ hiệp định Geneva đó. À, tức nghĩa là khi mà Pháp trở lại Đông Dương đó, đô hộ rồi đó, rồi bị rồi. Đánh, bị Hồ Chí Minh quân đội của Võ Nguyên Giáp đánh ở Điện Biên Phủ đi mà rút vô Nam. Đó, rút vô Nam thì trước khi rút thì ký hiệp định 54 chia đôi đất nước ra. Thì vậy ở miền Bắc bây giờ tiếp tục nha. Anh tin rằng cái hiệp định Geneva năm 1954 là chia đôi đất nước Việt Nam hả? Anh tin hay không tin? Hồi nãy Duy Nguyễn đã nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với Pháp rồi thì là chia đôi chứ còn gì nữa. Tức là anh tin vào cái luận điểm là Việt Nam và bây giờ hiệp định Geneva là chia đôi đất nước ra thành hai miền, Bắc và miền Nam, chia đôi luôn. Hàng chục triệu người họ tin, cả bao nhiêu nước trên thế giới này họ tin chứ đâu phải một mình Nhai Qua Giáp. Rồi, tức là anh tin là vào cái đó nữa đúng không? Tức là anh tin đây là hai chỗ. Rồi. Vậy giờ mình hỏi Duy Nguyễn nè, tại sao ký kết cái hiệp định đó rồi còn xua quân vào đánh ở trong Nam, vậy có phải là đi xâm chiếm không? Đánh lúc nào anh? Năm 68 mà nãy Duy Nguyễn nói đó, hồi nãy Duy Nguyễn nói là đi đánh Mỹ, đánh Ngụy đó. Từ năm 54 mà đi tới năm 68 từ từ anh. Đi cái đó là anh em mình đi từng lãi á. Đúng không? Ok. Mình giải quyết cho trong vấn đề là 54, 55 và 56, 3 năm đó thôi. Thì trong cái hiệp định Geneva có phải là nó nói là tới năm 1956 là Việt Nam mình tổng tư cử hai miền Nam Bắc đúng không? Tổng tư cử tự do, có sự giám sát quốc tế.
để bầu chọn đồng chính phủ, đúng không chưa? Đúng chưa? Thì tại sao mà phía Việt Nam, phía miền Nam á, thì Ngô Đình Diệm phải phải làm cái cuộc trưng cầu dân ý, mà bây giờ á, lịch sử nó chứng minh rằng cuộc trưng cầu dân ý đó là trò hề để thành lập ra một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà không chờ tới năm 1956 tổng tuyển cử. Anh trả lời đi. Ok, lịch sử nào chứng minh cái đó là trò trò hề? Duy Nguyễn có bằng chứng không? Có bằng chứng không? Ok, và cái lịch sử nào? Anh cứ cái lịch sử nào đi, nói trò hề trên kỳ trưng cầu dân ý năm 1955, anh cứ tìm hiểu đi. Ok, và lịch sử đó do ai viết? Do ai biết thì anh cứ lên tìm đi. Do ai biết thì anh cứ tìm hiểu đi, phía người Mỹ có, phía người Việt thì Nam có. Thì bây giờ mình tham luận với nhau, bây giờ mình bàn luận với nhau, mà Duy Nguyễn nói một nửa như vậy thì làm sao bà con người ta nghe được? Bây giờ á, cái vấn đề đó nó không có nằm ở trong cái trọng điểm mà Duy Nguyễn hỏi anh. Đó, Duy Nguyễn hỏi anh tại sao phía miền Nam phải dựng ra một cái đất nước vào năm 1955 mà không đợi tổng tuyển cử toàn quốc để vào năm 1956 cả nước Việt Nam này bầu cử luôn. Vậy tại sao ông Hồ Chí Minh lập ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc, tại sao không chờ tổng tuyển cử đi rồi muốn lập gì lập? Dạ thưa anh, người ta khi mà người Nhật họ rút đi á, khi mà người Nhật họ rút đi á, Việt Nam đã có một chính phủ do ông Trần Trọng Kim cầm đầu. Khi người Nhật họ rút đi á, Việt Nam á, đã có một cái chính phủ do Trần Trọng Kim, ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Ủa tại sao không chờ tổng tuyển cử đi? Tại sao không chờ? Năm 1945 á thì cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được thành lập rồi, chứ không phải tới năm 1955 mới thành lập cái nhà nước đó. Và vua Bảo Đại đã nhường ấn và kiếm lại cho Việt Minh đó, thì vua Bảo Đại đã thoái lui và nhường cái người kế nhiệm lại là Bác Hồ đó, và mặt trận Việt Minh bây giờ mới thành lập cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1945, vào năm 46. Thì đó là cái tên đó, nó là cái tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vậy luôn đó, chứ không phải là năm 55. Ok, thực ra năm 46 đó Việt Nam người ta đã có một cái chính phủ rồi do ông thủ tướng Trần Trọng Kim, nhưng mà lúc đó đó là những người cái chính phủ nào qua được cái nhà nước anh, đúng không? Cái nhà nước lúc đó là kêu đế quốc Việt Nam, đúng không? Đế quốc Việt Nam thì lúc đó là vua Bảo Đại đã nhường lại cho Việt Minh rồi, đúng không? Rồi sau đó vua Bảo Đại là người trong quốc hội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa luôn. Rồi sau đó vua Bảo Đại mới đi qua bên Trung Quốc này nọ kia, rồi chơi bời bên đó này nọ, rồi người Pháp mới liên lạc với vua Bảo Đại để thành lập một cái nước gọi là Việt Nam quốc gia, đúng chưa? Ok, mình thấy có một vấn đề ở đây nè, vấn đề ở đây là Duy Nguyễn đọc lịch sử trong nước thôi, Duy Nguyễn không có đọc lịch sử ở ngoài nước. Thì bây giờ có những cái yếu tố anh, đúng không? Anh đọc lịch sử ở đâu kệ anh, Duy Nguyễn đọc lịch sử ở đâu kệ Duy Nguyễn, thì anh phản biện với Duy Nguyễn thì Duy Nguyễn phải có những cái lý lẽ của Duy Nguyễn và anh có những lý lẽ của anh. Thì anh có đọc cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là có trước năm 1955 không? Rồi anh, bây giờ cái câu hỏi của Duy á, Duy hỏi anh là tại sao mà Ngô Đình Diệm phải thành lập ra nước Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1955 mà không chịu để tới năm 1956 tổng tuyển cử toàn quốc? Bây giờ Duy Nguyễn phải hỏi là tại sao có cái sự chia đôi đất nước đó trước đi. Bây giờ nãy giờ mình nói chưa có xong cái chuyện đó thì đừng nói chung làm sao mình nói mà lập nước này nước kia. Duy Nguyễn không có đồng ý cái khái niệm chia đôi đất nước. Tại trong Hiệp định Geneva á, là tạm thời tập kết thành hai nơi thôi. Miền Bắc và miền Nam là hai cái nơi tập kết quân sự, chứ không phải là cái việc mà miền Nam, miền Bắc mà chia đôi đất nước làm hai. Ok, nếu mà không đồng ý với cái chuyện đó thì chia đôi để làm gì? Mà khi đã chia đôi ra thì phần của người ta muốn làm gì người ta làm. Bây giờ Duy Nguyễn có qua cái nhà kế bên mà quyết định là họ ăn như thế nào, họ ngủ như thế nào có được không? Phần Duy Nguyễn đi làm đi. Phần của người ta nào anh? Đã nói theo mà bây giờ thì cứ làm đúng Hiệp định Geneva đi. Đúng không? Thì bây giờ mình đã chia đôi đất nước rồi. Bây giờ mình đã chia đôi đất nước rồi. Bây giờ mình đã chia nó ra làm đôi này, cái phần của người ta muốn làm cái gì của người ta trưng cầu dân ý trong Nam, người ta có trưng, bây giờ người ta trưng cầu dân ý ở trong Nam, người ta đâu có trưng cầu dân ý ở ngoài Bắc. Bây giờ đã chia đôi đất nước rồi thì miền Nam trong Nam, miền Bắc làm cái gì thì cứ việc làm, miền Nam ta làm cái gì cứ anh nói như vậy á thì em sẽ cáo buộc Việt Nam Cộng Hòa phá vỡ Hiệp định Geneva, đúng chưa?
Bây giờ Duy Nguyễn có cái tư cách gì mà cáo buộc với không cáo buộc? Duy Nguyễn sẽ Ủa, sau năm cái 75 hiệp Duy định Nguyễn có chứng Geneva kiến nó mấy cái quyết chuyện định đó như không? vậy, cái hiệp định Geneva nó quyết định như vậy mà bây giờ phía miền Nam không tuân thủ thì không phải là cáo buộc chứ là không phải là phá vỡ chứ là cái gì anh?